Tuần trước thì ông có trả lời phóng viên là pha lâu cũng được, miễn là đúng. Nhưng tuần này thì trong cái pha phản đối của Giovane với lại giọng mắt xong thì trọng tài thì chỉ không chấp pha. Thì ông đánh giá ra về cái tình huống này, bởi vì cái tình huống này có thể ra trước mặt của trọng tài. He asked for you and for last and game we can answer for them and we can everything and bar no problem. But now this game we have for one situation and for about for number 94 he fouled again for 10-34. So and referees they don't check far. What do you think and like? I don't know what to say about this situation. You, the media, need to check and to see more careful what was the situation. I didn't saw very well in the field, and before to see in the video, cannot comment nothing. But okay, there is a referee commission. They will watch, they will review the situation. If I'm not happy about something about the referee decision today, this is the yellow card of Romario, because for me it was not fair. They just prepare us for the next game against July. Romario cannot play and this is obvious, but okay. Về cái tình huống đó thì tôi cũng không thể là trả lời chính xác được, bởi vì là cái tình huống đó tôi cũng chưa rõ ràng. Các bạn có thể là truyền thông, các bạn có thể là xem kỹ cái tình huống đó, nhưng mà chắc là trọng tài ở cái vị trí đó, trọng tài có thể là xem xét thị hơn, rõ ràng hơn, bởi vì là tôi phải chắc chắn tôi mới nói. Bây giờ cái tình huống đó tôi chưa rõ ràng. Có một cái điều hôm nay là tôi không hài lòng với cái thẻ vàng của bạn Romario của chúng tôi, bởi vì là cái tình huống đó cũng không đáng để nhận thẻ vàng. Với cá nhân bạn ấy là đã có hai thẻ vàng trước đó rồi, và cái trận đấu này bạn ấy nhận thêm một thẻ nữa thì đương tự thì đến trận Gia Lai, trận đấy sân nhà thì chúng tôi không có sự phục vụ của bạn Romario. Chiến thắng của Công an Hà Nội hôm nay có thuyết phục đối với cá nhân không, và ông đánh giá nào về he said, and for what is the thing and today and win and for police and Hanoi police and for what do you think for our play and play today? There is no drama for us regarding this defeat. It's not a problem. Về cái trận đấu này thì cũng không vấn đề gì với chúng tôi cả. I'm proud with our performance because we tried our best. Bởi vì là với cá nhân của tôi, tất cả các toàn đội chúng tôi đều là từng trận một là thể hiện tốt nhất khả năng. We have so many injury important players, fundamental players like Diego, Gustavo, Loy, who cannot play and for team like our, this is really very difficult to replace. Bởi vì là thi đấu với một đội bóng tốt này và chúng tôi đang thiệt thòi về mất nhiều cầu thủ tốt chất lượng như thế Diệp, Gustavo hay là kể cả bạn Lợi không có sự phục vụ trong trận đấu ngày hôm nay. And we know our limitation as a group, as a team. Thì chúng tôi biết rằng là giữa câu lạc bộ, giữa đội, cân bằng ở đội cũng vậy. We are not rich, we don't have so many players, we don't have so many options. Chúng tôi không phải là một đội bóng có tài chính kinh tế tốt và không có nhiều lực lượng tốt. But despite all the problems, we play very good football, we try our best. Nhưng mà ngược lại, chúng tôi cố gắng, chúng tôi thi đấu thật tốt và thể hiện một thứ bóng đá đẹp tốt nhất có thể. We create enough chances to score goals today, but unfortunately our finalization today was not effective. Chúng tôi thi đấu bóng tốt, chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Có cơ hội nhưng mà chúng tôi hôm nay chúng tôi không tận dụng được cái điều đó. And football sometimes is about punish mistakes of the opponent and police punish very well our mistakes. Và trong bóng đá rồi, nếu mà bạn mắc sai lầm mà để cho đối phương tận dụng được cái sai lầm đó thì đương nhiên bạn sẽ bị thất bại. But I have no problem with the mistakes of our players because I already talked to them that their mistakes are my mistakes, it's my responsibility. Ông ấy không bận tâm gì về vấn đề cái lỗi của các bạn đấy, bởi vì là ông ấy từng nói với toàn đội rằng lỗi của các bạn là lỗi của tôi và tôi nhận cái lỗi đó về phần tôi. When the team win, it's always credit to the players. Khi mà đội giành thắng lợi thì tất cả mọi người kể cả when the team lose, it's always fault of the coach. Và khi mà đội không ai nhận thất bại, tôi sẽ nhận về phần mình về so, cái thất bại đó. Today the result is my responsibility. The defeat is my fault because it's my responsibility. Và hôm nay kết quả ngày hôm nay đó là tôi nhận hoàn toàn cái lỗi của mình, trách nhiệm của mình về cái trận đấu ngày hôm nay. Mistakes are not a problem. Everybody make mistake every day. Ai cũng có thể làm mắc sai lầm mà, không vấn đề gì cả. Hàng ngày các bạn đều mắc sai lầm cả. But you improving when you learn from your mistakes and try to not repeat them. Nhưng mà điều quan trọng nhất là bạn phải học từ cái mắc sai lầm đó, cái lỗi đó và không được phép lặp lại cái mắc sai lầm đó. If I need to play the game again, I will make everything absolutely the same way because for me it's shameful to tell the goalkeeper or the center backs every goal kick just to kick the ball forward. It's not football for me. Và ngay cả nếu mà bây giờ mà có thi đấu lại đi chăng nữa, tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ của chúng tôi vẫn thi đấu một cái lối đá mà tôi đã đưa ra
lối đá bóng ngắn, chứ tôi không muốn là chơi bóng dài hay là phá vỡ cái lối chơi của chúng tôi đang hiện tại đang có. We always try to play this football with build up from defense and with possession domination of the ball. Đấy, chúng tôi chơi thử bóng đá bắt đầu từ thủ môn ở dưới, trung vệ tất cả chuyển lại, luôn chuyển bóng. Yes, sometimes we will make mistakes like last game, like today. Sometimes we will lose like today. No problem. Và đương nhiên rồi, đôi lúc chúng tôi có thể mắc sai lầm, ngay cả cái trận đấu vừa rồi chúng tôi đi đấu ở Hải Phòng, chúng tôi cũng mắc sai lầm từ ở dưới và ngay cả ngày hôm nay cũng vậy. Nhưng mà không vấn đề, chúng tôi sẽ cải thiện cái điều đó. But this is the modern football. À, đó là những cái trong bóng đá thôi. We have no pressure about winning titles or points or whatever. Chúng tôi không có sự áp lực nào về điểm số, vị trí, trận đấu, thắng, thua hay gì cả. Chúng tôi có một tâm lý thoải mái, không có sự áp lực nào. So for me there is no reason to play only for result and just to kick the ball forward and to wait some second balls or mistake of the opponent. This is not football. Chính vì lý do đó chúng tôi phải chơi một cái thứ bóng đá mà theo phong cách của chúng tôi, chứ không phải là chỉ luôn luôn nhằm lên là chuyển bóng dài, kích bóng lên và đợi chờ tranh chấp bóng hai, lấy bóng hai, sự may mắn, đợi chờ sự may mắn đó. Again, salute our players because they give their best. Và ngày hôm nay tất cả các cầu thủ của chúng tôi đã đưa những cái gì tốt nhất của các bạn ấy trong trận đấu chiều ngày hôm nay, tối ngày hôm nay. They fight until the last six. Và các bạn ấy đã chiến đấu đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu. And when you give everything, even if you lose, it's not a problem because you cannot win always. Khi mà bạn đã đưa hết mọi thứ vào cái trận đấu rồi, cố gắng hết sức rồi, nhưng mà không giành thắng lợi được, ok, không vấn đề gì cả. This is không phải là lúc nào cũng giành thắng lợi cả. Already 12 official games this season, one for the Super Cup final and 11 in the league. This is only our second defeat. Đây là những cái bây giờ 12, 11 trận, 12 trận sắp tới đây rồi. Bây giờ là những cái thứ trận mà chúng tôi đã thể hiện tốt nhất có thể. And when you play well and even if you lose the game, it's not big deal, it's not a problem, no drama. Khi mà bây giờ chúng tôi đã thi đấu hết sức, khi mà bạn giành thắng lợi hay bạn hòa đi chăng nữa thì điều đó cũng bình thường. Trong trận đấu ngày hôm nay thì về mặt chiến thuật thì có 20 phút đầu của hiệp 1 và hiệp 2 thì đội Công an Hà Nội chơi ép người lên sân của Thanh Hóa, thì ông có và đội Thanh Hóa có bị bất ngờ về cái chiến thuật hay không? Vì 20 phút đầu thì tôi thấy là các cầu thủ Thanh Hóa có phải bị rớt, không đá tự tin như thường lệ, sau đấy thì đá tốt hơn. Và thứ hai là ông đánh giá thế nào về đội Công an Hà Nội dưới thời của huấn luyện viên Kia Pisac? He said, and today when we start the game 30 minutes and start game and Politano he play better more than us. So what do you think like this? Because now after 20 minutes we play very well. So what do you think and for when and Politano and change and head coach Kiatisa become? I'm not sure if this is exactly 20 minutes. I need to review the game and to check again the video. But football is 90 minutes, not 20 minutes. Tôi cũng không dám chắc là có phải là đúng 20 phút hay không. Tôi cần xem lại. Và trận đấu là 90 phút chứ không phải là riêng gì 20 phút. This is the defending champion of Vietnam. 75% of the national team players of Vietnam. It's normal to start aggressive at home. Và đương nhiên rồi, đây là một đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ tốt, chất lượng. 75% số cầu thủ đó là phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Nên đương nhiên họ có cái sự khởi đầu tốt hơn, thuận lợi hơn. Actually, their first goal in these 20 minutes was very lucky. Và ngay cả cái bàn thắng đầu tiên cũng vậy, có cái sự may mắn ở trong đó. And these 20 minutes doesn't make any impact overall for the game. Bởi vì là 20 phút cũng không thể là quyết định toàn bộ trong trận đấu hết cả trận đấu được. But it's not a problem because I repeat, football is 90 minutes, not 20 minutes. Không vấn đề gì cả. Tôi nhắc lại, trận đấu là 90 phút chứ không phải là riêng 20 phút. And what the next and second? What are you thinking for police team and the change and head coach and for new head coach and Kiatisaki coming? What do you think? This is not my business to comment this kind of question. It's not my job. Xin lỗi, cái câu hỏi đó là không phải của tôi. Tôi không trả lời câu hỏi đó với bạn. Last season police was champion, maybe without coach even. So it's not so important who will be the coach. Ê, bởi vì là năm ngoái thì cũng không phải anh Kiatisaki anh ấy dẫn mà Công an vẫn vô địch. Thì bây giờ giữa ông ấy not, không có cái sự khác biệt nào cả thôi. It's not my business to comment my colleagues the coach of the other team, so don't ask me this question. Xin lỗi các bạn, thì cái câu hỏi đó thì ông Lượng tôn trọng đồng nghiệp, ông Lượng không muốn trả lời về cái sự đồng nghiệp huấn luyện viên của câu lạc bộ khác. It's not correct to evaluate the other teams and the other coaches. You ask me about my team. Đấy, thì nếu mà bạn hỏi câu hỏi về đội chúng tôi được thì ok.
tôi sẵn sàng. Nhưng mà về đánh giá về huấn luyện viên khác hay hỏi về huấn luyện viên khác, đội khác thì xin phép bạn. Okay. Cảm ơn.